Ui, các anh, các chị, các cô, các chú, các dì, các bác ơi, con Masa nó lại được boost sức mạnh trở lại rồi kìa. Giảm thời gian hồi chiêu cố định ở 4 giây ở mọi level, ngon, đầu game kích hoạt được chiêu 1 nhiều hơn. Rồi thì sát thương kích hoạt đến từ chiêu 1 nó tăng một chút ở giai đoạn đầu game. Đấy, và nó giảm đi một chút sát thương kích hoạt bổ sung. Cái này là về giai đoạn late game anh em nhé. Nhưng không sao, chiêu 1 ở giai đoạn đầu game đã quá là ngon rồi. Và chiêu cuối của Masa, cái lôi đình nhất kích này, giảm thời gian hồi chiêu đi 5 giây ở mọi level. Đầu game giảm đi tận 5 giây, dùng được nhiều hơn và sát thương gốc tăng thêm. Con Masa này nói chung là bây giờ ở đầu game là đáng chơi anh em nhá. Vâng, và cái con Masa này cực kỳ đáng chơi luôn ở giai đoạn đầu game. Rồi đường trên đang có giao tranh ở đây, mỡ gồng chiêu 1 lên đánh thường mất nội tại của Nana. Và sẽ là la vào đến từ cái lôi đình nhất kích, sau đó quay ngược trở lại tuyến sau là có cái vị tướng Amon, một đánh thường kích nội tại thiên phạt kiếm double kill. Mục tiêu lao thẳng vào bò luôn, một chặt, hai chặt, ba chặt kích thiên phạt triple kill, lao tiếp vào ly là Maniac. Ui, đầu game con Masa này nó xanh vãi hồ. Và nếu anh em để con Masa về late game á, tành bốn chặt không nói nhiều, Minotaur gồng chiêu cuối chứ xong đã cút. Tiếp đến là cô nàng CC, và phía bên này là có Amon muốn tìm đến bữa, hai chặt. Trời ơi, Masa nó comeback trở lại ở trong những cái trận đấu rank cao chắc kèo luôn anh em ơi. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ để mà cùng đến với Masa trong cái skin Mai Shiranui, skin hợp tác giữa tựa game Mobile Legends của chúng ta, cùng với đó là KOF King of the Fighter. Thì Mỡ làm video clip này về Masa đó là bởi vì Mỡ nhận được thông tin ở trong máy chủ chính thức, đó là Masa đã được tăng sức mạnh đến từ chiêu 1 và chiêu 3. Theo đó, có lẽ là Mỡ sẽ để ở đầu video clip để cho anh em có thể nắm được. Theo đó thì chiêu 1 của Masa nó sẽ kích hoạt được nhiều hơn ở giai đoạn đầu game. Và thêm vào đó là cái lượng sát thương đến từ chiêu 1 nó to hơn ở giai đoạn đầu game luôn. Và chiêu cuối của Masa bây giờ nó gây thêm sát thương ở giai đoạn đầu game. Tức là bây giờ Moontoon đang boost để cho cái con Masa này nó mạnh sớm hơn. Nó sẽ có một cái lối chơi nó dễ dàng hơn so với một cái con Masa cách đây một vài phiên bản, khi mà cái con Masa đó nó rất mạnh về giai đoạn late game nhưng đầu game thì nó hơi yếu. Và vì thế cho nên ngày hôm nay Mỡ sẽ trải nghiệm thử cái con Masa này với một cái set đồ đến từ top global luôn anh em ạ. Nhưng chỉ khác một chút là thay vì những cái người chơi top global cầm cái con Masa đi đường kinh nghiệm thì Mỡ cầm luôn Masa đi rừng, để mà có thể có được cho mình cái ngưỡng sức mạnh đến sớm, kèm theo đó là có được cho mình cái level 4 sớm để đi đánh nhau. Đấy, cái con Masa thì ở thời điểm hiện tại Mỡ thấy rất nhiều người chơi top global họ lên cho cái con Masa này, đó là cái thiên phạt kiếm. Và ở đây giao tranh đầu game, một chặt hai chặt nhưng có tốc biến đến từ Minotaur quá tầm, quay ngược trở lại chặt và lây la, và đó là mạng chiến công đầu của Mỡ có được ở trong cái ván đấu này. Nhưng trước đó là team bạn cũng đã ăn được một cái mạng rồi, và bây giờ Mỡ dùng cái hồi phục sinh mệnh để hồi lại thanh máu thứ ba, và sau đó sẽ là di chuyển ra đường giữa. Mục tiêu của Mỡ sẽ là Nana đang lên rất cao, lao vào đến từ cái lôi đình nhất kích, và sau đó sẽ là dồn sát thương trừng phạt giảm tốc độ di chuyển. Và máu của Mỡ thời điểm hiện tại là còn đủ lao vào đánh thương và sau đó chạy ra kịp không ạ? Ui, cũng chạy ra kịp rồi anh em ơi. Nhưng không sao cả, đánh cái con Masa này thì ở giai đoạn đầu game nó rất cần mạng, và vì thế cho nên anh em lên bản điểm số 1-2 lần không sao cả. Anh em chỉ cần cố gắng là ở trong cái giai đoạn mà anh em có cái thiên phạt kiếm anh em không lên bảng là được. Và ở đây lao vào đến từ cái lôi đình nhất kích lần thứ hai, có được mạng thứ ba và sau đó đánh thường hỗ trợ cho Masa ăn được cái mạng của Amon và ăn được cả luôn cái con rùa. Và mục tiêu của Mỡ tiếp tục đó là Nana lao vào với cái lôi đình nhất kích sát thương là khá to, và mạng thứ tư đến từ Masa ở trong cái ván đấu này rồi. Đấy, như anh em có thể nhìn thấy, cái sức mạnh đến từ cái con Masa ở giai đoạn đầu game nó đã vượt trội hơn so với trước đây rất là nhiều. Chiêu 1 nó đam to, chiêu cuối nó đam to. Và bây giờ sau khi mà ăn cướp đi cho mình xong, đó là cái con rùa và... mất bùa tím anh em ơi. Tránh khỏi tầm hất tung, sau đó quay ngược trở lại dồn sát thương. Mục tiêu ở đây là Minotaur, mạng thứ 5 liên tục lập chiến công, sau đó quay ngược trở lại đánh vào vị trí của CC, nhưng chưa có được mạng bởi vì mạng dành cho đồng đội của Mỡ rồi. Và bây giờ thì Mỡ đã có được cho mình đó là cái thiên phạt kiếm từ rất sớm. Thì cái set trang bị của Mỡ lên cho cái con Masa này, đầu tiên đó là cái đôi giày cuồng nộ để tăng tốc độ tấn công cho Masa, sau đó sẽ là cái thiên phạt kiếm. Đồ thứ hai mà Mỡ lên, đồ lớn thứ hai sẽ là cái hải thần chiến kích để giúp cho Masa có đam, có tốc độ tấn công, quan trọng nhất là tốc độ tấn công, và giảm khả năng phục hồi của đối phương. Ở trong trận đấu này team bạn có con Minotaur, và thật ra ở trong một trận đấu mà team bạn không có Minotaur, anh em lên cái hải thần chiến kích cũng được.
Tiếp đến là súng nộ năng, sau đó là cái gươm thất hải và cuối cùng là cái gươm hoàng kim. Và bây giờ lao vào một con Nana không có nội tại đánh thường và tiếp tục kích chiêu cuối. Đó là mạng thứ 6. Anh em có thể nhìn thấy cái con Majang này bây giờ cái khả năng đi giao tranh của nó đang là rất mạnh. Và phía bên này là có Minotaur, lao vào luôn anh em. Minotaur tốc biến đi, nhưng mỡ có lôi đình nhất kích được hồi lại khi mà mỡ mất cây máu và lao thẳng vào đánh lối đánh rất băm bổ, rất hổ báo con nhà mẫu giáo đến từ cái con Masha này. Phía bên này thì có CC level 5, cô nàng này dùng đi cho mình mất đó là cái chiêu cuối rồi. Và có lẽ là CC đang muốn lao vào ấy, nhưng mỡ có hồi máu và lôi đình nhất kích tiếp tục được reset. Và đó là mạng thứ 8 đến từ vị trí của mỡ. Giao tranh càng đánh thì mỡ càng có lợi với những cái mạng gục rất sớm giai đoạn đầu game, và kèm theo đó là 40 stack cộng dồn đến từ cái thiên phạt kiếm rồi. Anh em lưu ý một chút về cái cơ chế đến từ cái chiêu cuối của con Masha nhá. Chiêu cuối của con Masha đó chính là cứ mỗi một thanh máu mà Masha bị mất đi thì cái chiêu cuối của nó ngay lập tức được hồi. Và trong cái trường hợp nếu như mà cái chiêu cuối của con Masha nó không bị mất đi thanh máu nào mà nó không hồi được ý, thì anh em hoàn toàn có thể chờ thời gian hồi chiêu của Masha là 35 giây. Đây cũng là một cái khoảng thời gian không quá lâu và tương đối nhanh đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Và bây giờ thì hướng lên đường trên, mỡ đang rất xanh rồi. Team mỡ thì không xanh nhưng mỡ đang rất xanh. Mục tiêu của mỡ sẽ là Nana lấy đi nội tại của vị tướng pháp sư và sau đó lao vào đến với cái lôi đình nhất kích mạng thứ 9. Tuyến sau là có Amon bị giảm tốc độ di chuyển và đánh thường một cái kích thiên phạt luôn. Mạng thứ 10 tiếp tục có lôi đình nhất kích lao vào một đòn đánh, hai đòn đánh, ba đòn đánh, kích thiên phạt triple kill. Và đây là Maniac đến từ vị trí của Layla và 4 mạng liên tục mỡ tiếp tục nhận được ở giai đoạn đầu game. Và ôi, anh em nhìn KDA này, team mỡ 14 mạng, bản thân cá nhân mỡ 12 mạng rồi, 12 mạng rồi, và toàn bộ những cái nguồn tài nguyên cũng như là những cái sự xanh chín đấy từ bên phía của team mỡ là dồn hết vào cái con Fasa, một con Masha level 9 đi rừng với 12 mạng hạ gục ngay ở thời điểm phút thứ 5 mà mỡ đã vượt trội rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì nói thật với anh em, khi mà đã cầm xong cái hải thần chiến kích thì đứa nào mỡ cũng lao vào hết. Với ba cái thanh máu như thế này thì đứa nào mỡ cũng lao vào và đứa nào mỡ cũng chẳng ngán. Nói chung là ở meta hiện tại cái con Masha nó đang là một trong những cái chất tướng mà đi gank 1-1 cũng tương đối mạnh với ba nhịp lao vào đến từ cái lôi đình nhất kích nếu như mà anh em đủ ba cây máu. Đấy, cái con Masha này thì nó sợ hai thứ. Thứ nhất là cái cung thần phong và cái thứ hai là team bạn đi chung anh em ạ. Ở đây có Layla vào luôn này, một nhịp hai nhịp lao vào tiếp và sau đó nhẹ nhàng chạy ra. Băng trụ với Masha ở meta hiện tại là rất dễ dàng. Bởi vì Masha nó có tới 3 cây máu gây game ạ. Và sát thực đến từ trụ về cơ bản nó cũng không thể nào mà có thể dễ dàng hạ gục đi được cái con Masha này cả, anh em thấy đúng không ạ? Quan trọng nhất là khi mà Masha mất đi cho mình một cây máu nhá, thì cái cô nàng này nó sẽ ở trong cái trạng thái thanh tẩy anh em. Nếu như mà anh em đang bị khống chế đến từ Masha mà Masha mất đi một cây máu ấy, thì anh em có thể dễ dàng thoát ra được khỏi cái thanh tẩy đấy, cái hiệu khống chế đấy là rất dễ dàng. Và anh em có thể nhìn thấy ở trong cái skin này thì Masha Mai Shiranui đang có được những cái hiệu ứng rất là đẹp. Đây cũng là một trong những cái trang phục mà thật ra trải qua một cái khoảng thời gian ấy thì mỡ nghĩ là mỡ xin được rút lại anh em ạ. Mỡ đã từng nói với anh em là cái skin của Paquito Terry Bogard là cái skin đẹp nhất đúng không anh em? Nhưng để nói về cái sức mạnh thực sự trong số 3 vị tướng được cho cái skin KOF ấy, thì mỡ đánh giá Masha vẫn ngon hơn. Hoàn cảnh phòng chờ của em nó phải làm cái gì đấy nó quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Còn ở trong game thì về cơ bản bộ kỹ năng của Masha với vị tướng đầu sĩ là chấp nhận được rồi. Như anh em có thể nhìn thấy, trời ơi, để con Masha xanh thì về lên game tanh chỉ 4 vả, băng trụ với tanh luôn anh em nhìn này. Tanh tủng tầm này toang rồi. Và đó, anh em thấy đúng không ạ? Khi mà cái con Masha này nó băng trụ nhá, mà máu của anh em, một cái cây máu của anh em còn thấp nhá, thì cái sát thương của trụ nó chỉ đủ để lấy đi cái lượng, tức là bao nhiêu đam cũng như vậy, nó chỉ đủ để lấy đi cái cây máu đến từ Masha mà thôi. Anh em hiểu không ạ? Và đây là có vị tầng Amon lao vào một đánh hai đánh. Ôi ôi, nhẹ nhàng tình cảm. Có được mạng thứ 16 rất dễ chơi. Thì cái bí quyết để mà anh em có thể có được cho mình một cái gameplay xanh chín về Masha là như thế này. Thì anh em cố gắng giai đoạn đầu game chúng đi farm, chúng ta cầm con Masha nên lao vào với cái lối chơi là kiểu sát thủ thôi. Chúng ta nên đi vét mạng thôi, cố gắng tập trung farm với Masha ở giai đoạn đầu game. Cố gắng để cái level lên càng sớm càng tốt. Và có được tầm hai cái món đồ thôi là anh em đã thấy được cái sức mạnh đến từ con Masha này rồi. Anh em thấy không ạ? Rất mạnh luôn. Cầm được cái thiên phạt kiếm, cầm được cái hải thần chiến kích là anh em đã thấy cái ngưỡng sức mạnh của Masha là nó đã có rồi. Và khi mà anh em cầm thêm súng, anh em cầm thêm gươm thất hải và cầm thêm cái gươm hoàng kim thì ối rồi ôi, anh em cầm được full đồ thì về late game nhá, cái con tanh bao nhiêu máu với Masha cũng chỉ 4 đến 5 chặt là toang. Và bây giờ thì team mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái con bùa team bên phần rừng bên phía của team bạn. Và mỡ đang muốn gọi là băng trụ vào tiền sau này. Ô, team bạn đang lên tương đối cao và mỡ bắt đầu lao vào. Mục tiêu của mỡ là đứa nào cũng được, đánh vào Minotaur, hai cái Minotaur bay màu lao vào băng cả trụ luôn, hai cái CC sấp mặt lỡ luôn. Và trụ bắn mỡ, mỡ lùi ra nhẹ nhàng tình cảm và sẽ tiến hành hồi máu trong tình huống này. Và đang tiến hành cân nhắc băng trụ tiếp anh em ạ.
Ở đây là có Nana mà đang nhìn trên mm. Băng trực tiếp anh em ơi, lao vào này. Úi dồi ôi, mạng thứ 20. Trời ơi, team mỡ 27 bạn. Bản thân mỡ đến thời điểm hiện tại là 20 mạng rồi. Farm team bạn như farm máy. Farm team bạn như farm máy luôn. Đấy, nhưng mà thật ra không phải máy đâu anh em ạ. Bởi vì mỡ đã nhìn cái gameplay trước ở trong cái ván đấu trước đấy. Thì cái con Amon game trước ở bên team mỡ, thanh niên này ngồi trước thì rank vinh quang 55-60 sao thôi, nhưng mà cũng là biết chơi rồi. Và ở đây CC già cứ nhìn thấy con Masa này là cút, và mỡ đang muốn lao vào đó là Layla, nhưng Layla chạy về trụ sâu quá, mỡ mất hết đi cho mình các thanh máu rồi. Và sẽ là ra phải đánh lính để mà hồi lại cho mình đó là cái thanh máu. Con Masa này bây giờ thì nó không tự hồi lại cái nội tại để mà hồi máu nữa rồi anh em ạ. Và với cái lượng máu như thế này mà chạy ra thì là quá nguy hiểm. Nếu như mỡ có 3 cây máu thì tình huống vừa sau là mỡ lao ra mỡ cân 3 được, nhưng mà ở thời điểm hiện tại mỡ đang chưa có được cái cây máu dự trữ nào cả, cho nên là mỡ sẽ đây đi đánh quái để hồi lại cái cây máu. 2 stack cộng dồn đến từ máu đã là đủ rồi. Đường giữa đang không thấy ai cả, thì bạn có lẽ là vẫn lờn vờn ở đây. Nada đang muốn dồn combo vào Mia, và Mia đang bị cầu đi rất nhiều máu. Mỡ bắt đầu ra dồn ra thương Layla, 3 chặt không nói nhiều đâu, đó là 2 chặt tiếp tục quay ngược trở lại mục tiêu là Nana, và sau cùng là Minoto double kill mạng thứ 23. Thôi cái ván đấu này team bạn tầm này nhìn thấy cái con Masa, ui tiếp đấy là có vị tướng CC à, làm mỡ mất thanh máu đi, làm mỡ mất thanh máu đi. Ui rồi ôi, thanh máu của tôi còn chẳng mất mà đánh thương tầm 2 cái thôi đã là đủ để kết liễu đi được CC rồi. Cái con Masa về lên game sẽ là một cái vị tướng rất là khỏe anh em nhá. Nó khỏe là bởi vì team bạn cho dù lên bao nhiêu máu đi chăng nữa thì với con Masa, khi mà anh em kích được chiêu mục đánh theo phần trăm máu thì rõ ràng những cái phát hit của nó, chây hit của nó thì nói thật với anh em không biết bao nhiêu máu cho đủ luôn anh em ạ. Kiểu gặp con hai lốt đi, nếu như mà anh em cầm con Masa về lết xanh ấy, anh em cũng không sợ con hai lốt đâu. Anh em hiểu không ạ? Cái con hai lốt máu nó 15.000 máu, nhưng mà mỗi cái hit đánh của con này đau lắm rồi. Và ở đây lao thẳng vào Nala luôn, 1 hit 2 hit kích chiều 1 lên bạc điểm số có thiên phạt kiếm. Phía đằng sau thì Amon bay màu rồi, và phía bên này thì mỡ sẽ giữ lại cho mình đó là cái con bùa đỏ này, và sau đó lao vào đánh thường cái âu yếm CC lên bảng 50 vàng. Bây giờ hạ con CC 50 vàng thôi anh em ạ. Tầm này CC team bạn còn chẳng bằng cái con creep luôn. Ok, bây giờ sẽ là dồn ép bên phía của team bạn để mà vào có thể kết thúc được cái ván đấu này. Nhưng mà team bạn đang phòng thủ tương đối là kiên cường với Minoto kèm theo đó là Mia. Lính bên phía của team bạn cũng đã hết, và mỡ sẽ phải chờ đợi cái đợt lính tiếp theo nó đang lên. Và đợt lính tiếp theo nó đang lên ở trong cái góc này, chúng ta có thể lao vào để kiếm thêm từ 1 đến 2 mạng này. Nhưng với thanh máu như thế này mỡ chỉ có 2 thanh thôi, lao vào nó hơi nguy hiểm. Mỡ cần 3 thanh để mà có thể băng trụ lao vào sau đó rút ra được một cách bình thường, bởi vì team bạn đã hồi sinh hết rồi. Cầm cho mình đó là cái món trang bị mảnh gương hoàng kim, gương hoàng thuật. Và ở đây ơi, Amon, bạn chắc chưa? Bạn chắc chưa? Phát hiện tầm nhìn đại lao vào một. Ui trời ơi. Một đòn đánh thường Amon lăn đùng ra ngã ngửa vãi cả trường luôn anh em ạ. Vâng, và với một cái con Masa như thế này, mỡ nghĩ là bây giờ team bạn nó chỉ có một cách đi chung với 5 thành viên. Và quan trọng nhất là con Layla nó cần phải lên cung, chứ 4 cái đứa còn lại là chịu rồi anh em ạ. Team bạn họ vừa có được một cái tình huống nỗ lực đem nhà thành công khi kết liễu đi được Mia kèm theo đó là Forvius. Quan trọng nhất là team bạn nó vẫn chưa hạ được cái người chơi xanh nhất bên phía của team mỡ, đấy là mỡ. Với một cái con Masa KDA 27-1 anh em ạ. Thế tầm này team bạn không hạ đi được mỡ thì tụi nó lấy đâu ra tiền. Nana nhồng lên ném Monila. Trong khi đó thì Layla đang cố gắng bắn, nhưng mà về cơ bản nhìn cái con Layla này thì chắc là lát nữa mỡ sẽ không chủ động lao vào đầu tiên đâu. Bởi vì tầm bắn Layla nó bắn xa và nó rỉa máu mỡ nhanh lắm. Nhưng ở đây có Minoto, 1 đánh, 2 đánh, 3 đánh, 4 đánh, Minoto bay màu. Và tiếp đến hồi lô đình nhất kích lao vào double kill. Đằng sau mỡ nhận thấy có Amon ở đây. Và 1 đòn đánh, 2 đòn đánh. Úi dồi ôi, mạng thứ 30 lên bảng điểm số 4 thành viên đến từ bên phía của team bạn. Và chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc được ván đấu tại đây, trong cái bối cảnh mà Minoto 15 giây nữa anh ta mới hồi sinh dậy. Và chỉ còn duy nhất một mình Nana thủ nhà mà thôi. Chiêu cuối của mỡ chưa hồi, nhưng mỡ đang muốn dồn ép Nana trong tình huống này. Sẽ là băng trụ vả Nana luôn anh em này. 1 đánh. Ui, Nana bay màu. Mỡ vỡ cho mình đó là thanh máu thứ 2. Nhưng ván đấu kết thúc tại đây rồi. Trên đây là video clip về một trải nghiệm của cái con Masa nó mới được búp sức mạnh ở trong cái bản cập nhật gần đây. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.